Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Kombozo Shaheni, Bộ trưởng phụ trách phủ Tổng thống Nam Phi, tuyên bố nước này sẽ không thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC. Theo đài RT, tuyên bố trên được ông Kombozo Shaheni nói với các phóng viên hôm 8 tháng 6. Bộ trưởng phụ trách phủ Tổng thống Nam Phi thông tin thêm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã chỉ ra rằng bất kỳ ai bắt giữ Tổng thống Putin sẽ tương đương với lời tuyên chiến. Tôi không nghĩ đất nước chúng tôi muốn tuyên chiến với Nga. Hồi giữa tháng 3 năm 2023, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Maria Vova-Belova, Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em. Tòa án cáo buộc họ về tội cưỡng bức di cư, ám chỉ những nỗ lực của Moscow nhằm sơ tán trẻ em Ukraine khỏi các vùng chiến sự trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Là một bên ký kết quy chế Rome, năm 2002, Nam Phi có nghĩa vụ thi hành lệnh này. Tuy nhiên, Nam Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 năm nay. Tại đó, các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ gặp nhau. Bất chấp các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Nam Phi đã đề nghị Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh, ông Shaheni nói với các phóng viên rằng không có gì thay đổi và cuộc họp vẫn sẽ diễn ra ở Johannesburg như kế hoạch. Ông Obed Babela, một thứ trưởng trong phủ Tổng thống Nam Phi, nói rằng nước ông đang nghiên cứu để ban hành luật mới thượng tôn luật quốc gia của họ so với luật của ICC. Nếu thông qua luật này, Nam Phi sẽ tự quyết định bắt hay không bắt ai. Trước tuyên bố này một ngày, tức hôm 7 tháng 6, Tổng thống Putin và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa đã điện đàm trao đổi về một số vấn đề về hợp tác song phương cũng như công tác tổ chức BRICS và Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại St. Petersburg, Nga. Trong bài phát biểu qua video tối 17 tháng 3, Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Putin xứng đáng với lệnh bắt trên. Trước đó, lệnh bắt của ICC được phát đi cáo buộc Tổng thống Nga trục xuất bất hợp pháp dân số trẻ em và di chuyển bất hợp pháp dân số trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga. Tổng thống Zelensky đã khen ngợi quyết định của ICC và cho rằng có hơn 16.000 trường hợp bị ép buộc di chuyển, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tổng thống Ukraine cho rằng chiến dịch di chuyển trẻ em tới Nga lẽ ra đã không diễn ra nếu không có lệnh từ Tổng thống Putin. Tổng thống Ukraine nói, hiện nay chúng ta đã có quyết định cơ bản của luật pháp quốc tế, quyết định lịch sử từ trách nhiệm lịch sử đã được đưa ra. Người đứng đầu nước Nga và một quan chức khác đã chính thức trở thành nghi phạm trong một tội ác chiến tranh. Tôi rất biết ơn đội ngũ của công tố viên Karim Khan và ICC, cùng với những người trên thế giới đang hỗ trợ chúng tôi đấu tranh cho công lý. Eleonora Tafuro, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy, cho rằng việc ICC lựa chọn phát lệnh bắt ở thời điểm này là một quyết định mang tính biểu tượng. Nhà quan sát này nói, chừng nào Tổng thống Putin còn ở Nga thì ông ấy vẫn an toàn và thực sự thì tôi nghĩ ông ấy sẽ không tới Ba Lan hay những quốc gia có thể thực thi lệnh bắt trên. Ngày 18 tháng 3, Tổng thống Putin đến bán đảo Crimea nhân kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine. Một số địa điểm được chọn thăm dường như có ẩn ý. Ông Mikhail Ravohayev, thống đốc Sevastopol, cho biết Tổng thống Putin đã đến Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Tây Nam Crimea, bằng ô tô. Ông Ravohayev viết trên Telegram, Tổng thống của chúng ta thật biết cách tạo bất ngờ. Lúc đầu chúng tôi định khánh thành một trường nghệ thuật dành cho trẻ em và đã sẵn sàng cho một cuộc họp video cũng như báo cáo cho Tổng thống, thông qua một liên kết liên lạc đặc biệt. Nhưng cuối cùng Tổng thống đã đích thân đến bằng ô tô. Chính ông đã cầm lái. Vào một ngày lịch sử như vậy, Tổng thống luôn sát cánh với Sevastopol và người dân Sevastopol. Đất nước chúng ta có một nhà lãnh đạo thật tuyệt vời. Theo đài RT Nga, nhà lãnh đạo Nga đã đi thăm một trường nghệ thuật dành cho trẻ em và cũng đã đến thăm Kherson, chi nhánh của Trung tâm Thiếu nhi quốc tế ATEC nổi tiếng, có từ thời Liên Xô. Ông Putin cũng đến xem công tác xây dựng công viên khảo cổ và lịch sử Tauris Chersonesos đang diễn ra như thế nào. Hãng tin AP Mỹ bình luận các địa điểm mà ông Putin đến thăm ở Crimea dường như đã được chọn để đáp trả hành động của Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC.
Hôm 17 tháng 3, ICC phát lệnh bắt ông Putin và ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Vova-Belova với cáo buộc có thể liên quan tội ác chiến tranh khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Lần gần nhất trước đó, ông Putin đến thăm bán đảo Crimea là vào tháng 7 năm 2020. Ông đã thị sát xưởng đóng tàu Zalit ở thành phố Kursk để dự lễ đặt kỳ đóng một số tàu hải quân. Vào tháng 12 năm 2022, ông Putin đến thăm cầu Crimea sau khi cầu này bị hư hại trong một vụ tấn công, theo hãng tin TASS. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, tức 8 năm trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Động thái của Nga lúc đó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phương Tây. Ông Putin hiện không cho thấy ý định từ bỏ lợi ích của Điện Kremlin. Thay vào đó, hôm qua 17 tháng 3, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững Crimea. Ông nói, rõ ràng các vấn đề an ninh hiện nay là ưu tiên hàng đầu đối với Crimea và thành phố Sevastopol. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để chống lại mọi mối đe dọa. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố họ sẽ chiến đấu để đuổi Nga ra khỏi Crimea và tất cả phần lãnh thổ khác của Ukraine mà quân Nga đã kiểm soát trong cuộc chiến kéo dài một năm qua. Theo hãng tin Reuters, truyền thông Nga dẫn dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga hôm 19 tháng 5 cho biết công tố viên Karim Khan đã được thêm vào danh sách truy nã của bộ này. Công tố viên Karim Khan là người đã chuẩn bị lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hồi tháng 3. Moscow đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Karim Khan và ba thẩm phán ICC vào ngày 20 tháng 3, chỉ vài ngày sau khi ICC ra lệnh bắt giữ ông Putin. Ngày 17 tháng 3, ICC phát lệnh bắt ông Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga, bà Maria Vova-Belova, với cáo buộc có thể liên quan tội ác chiến tranh khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Sau khi ICC phát lệnh bắt ông Putin, các nước phương Tây như Mỹ, Đức đã hoan nghênh. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông Putin rõ ràng đã phạm tội ác chiến tranh và việc ICC quyết định phát lệnh bắt ông Putin là chính đáng. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này là vô hiệu. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài hôm 10 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ICC là con rối của phương Tây. Ông Peskov tuyên bố khó có thể tưởng tượng được bất kỳ quốc gia nào dám thực thi lệnh bắt của ICC đối với ông Putin. Ngày 20 tháng 5, các quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Nga về việc truy nã công tố viên và một số thẩm phán ICC. Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên của ICC, cơ quan giám sát của ICC, ngày 20 tháng 5 đã ra tuyên bố, nói rằng họ rất tiếc về những hành vi đe dọa và những nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm làm suy yếu nhiệm vụ của ICC trong việc điều tra, trừng phạt và ngăn chặn những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất. Tuyên bố lưu ý rằng ICC có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm hình sự. Cùng ngày, ICC cũng ra một tuyên bố riêng cho biết tòa án nhận thức và quan ngại sâu sắc về các biện pháp cưỡng chế không chính đáng và phi lý đối với các quan chức ICC. Tuyên bố này cho biết thêm, ICC nhận thấy những biện pháp này không thể chấp nhận được, tòa án sẽ không nản lòng trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp pháp của mình để đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất gây lo ngại cho toàn bộ cộng đồng quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.